Shame sẽ biến thành, Robot Mini sẽ biến thành thành một con robot, biến thành thôi, biến thành quay đầu ra. Biến hình thành chiếc tên lửa. Đang biến hình thành xe tên lửa. Xe tên lửa. Bắt đầu bắn. Nhèo. Rồi tiếp tục trở thành robot. Tiếp tục sẽ biến thân thành con robot. Hạ cây này xuống, ngóc đầu lên, ngóc xuống. Khá là nguy hiểm. Con này biết chạy luôn đó các bạn. Đi không được mà chạy thôi. Muốn chạy thì đi thì gắn rồi xuống. Rất là nguy hiểm robot này. Bắn đầu ra. Bé lên. Đó. Tiếp tục bé lên nữa. Bé này ra. Rất là nguy hiểm. Rồi bắt đầu mình hướng dẫn các bạn gắn robot. Tài năng siêu biến hóa, có thể biến hóa tất cả các loại vũ khí, xe, từ xe tải đến xe chiến đấu. Rồi bắt đầu mình vào gắn bánh xe vào thôi. Đây bánh xe đây, gắn vào. Tiếp tục gắn những bánh xe vào trước. Rồi, chúng ta sẽ làm cái đầu nó. Đây là hai lỗ tai. Rồi tiếp tục hai con mắt. Cái vòng tròn này sẽ làm hai con mắt cho nó. Cục này ta gắn lên đầu cho nó chớp đầu. Đẹp, rất là đẹp. Rồi ta gắn vào cái này để làm trục quay của cái đầu. Cái đầu là quần cổ, cái đầu nó quay tới quay lui. Phải quay tới quay lui được, quay vòng vòng được. Để đây, xong phần đầu. Ta để đây đi. Tiếp theo,
1, 2, 3, 4. Đúng bây giờ. Để tiếp tục ta gắn cái này vào. Vào đây. Tiếp tục được hai cái chân này rồi, bắt đầu ta sẽ gắn cái nào vào đây, cái này sức rồi, cái này đã gắn cái mình trước. Yeah, no.